ngày 11 tháng Giêng, Thánh Theodosio. Thánh Theodosio sinh tại Tiểu Á vào năm 423. Khi còn trẻ, Ngài đã hành hương đến Thánh Điện. Người ta nói rằng Theodosio được linh hướng bởi hành trình đức tin của Abraham trong sách Sáng Thế Ký. Sau khi viếng thăm những nơi thánh, Theodosio quyết định sống đời cầu nguyện. Ngài đã xin một người thánh thiện tên là Longino hướng dẫn. Chẳng bao lâu, người ta đều nhận biết sự thánh thiện của Theodosio và nhiều người trong số họ đã xin được thụ giáo Ngài. Họ cũng muốn trở nên những đan sĩ. Thánh Theodosio xây cất một đan viện lớn tại Catimo, gần Bethlehem. Ít lâu sau, đan viện này đã đầy ắp những đan sĩ đến từ khắp các nước Hy Lạp, Armenia, Ả Rập, Ba Tư và các nước nổi tiếng Slavic là Nga, Ba Lan và Tiệp Khắc. Cuối cùng, nơi đây đã trở nên một thành phố nhỏ, có một tòa nhà dành cho những người cao tuổi và một khu vực dành riêng cho những người nghèo khổ, vô gia cư. Thánh Theodosio luôn luôn sống rộng rãi quảng đại. Ngài cung cấp thực phẩm cho rất nhiều người nghèo khó, đôi lúc dường như không còn đủ lương thực cho các đan sĩ. Nhưng Theodosio vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Ngài không bao giờ loại bỏ hay ngoảnh mặt làm ngơ đối với các lữ khách, ngay cả khi khan hiếm lương thực. Đan viện là nơi rất an bình. Các đan sĩ sống trong bầu khí thanh lặng và cầu nguyện. Thật có lý khi các thượng phụ giáo chủ của Giáo hội Công giáo Đông Phương đã bổ nhiệm Theodosio làm người đứng đầu các đan sĩ ở Đông Phương. Thánh Theodosio mất năm 529, thọ 106 tuổi. Thượng phụ giáo chủ Jerusalem và nhiều người khác đã đến dự đám tang của Ngài. Người ta đã chôn cất Theodosio tại nơi Ngài đã sống lúc còn là đan sĩ, nơi mà người ta gọi là hang của các vị đạo sĩ phương Đông. Họ đặt cho cái hang tên đó vì họ cho rằng những vị đan sĩ Đông Phương khi tìm kiếm hài nhi Giê-xu đã lưu lại nơi đây. Như Thánh Theodosio, mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng sống thân mật với Thiên Chúa hơn. Người sẽ ban cho chúng ta sự can đảm cần thiết. Tin mừng nét.